Chào buổi sáng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bản tin chuyển động ngày mới hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh, tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chỉ mới cày ải được 240 ha, rải rác ở một số xã như Khánh An, huyện Phích, một phần xã Khánh Lâm và Khánh Hội. So với cùng kỳ năm 2022, tiến độ cày ải còn rất chậm. Một số nông dân cho biết, nguyên nhân tiến độ cày ải chậm là do vụ đông xuân năm nay thu hoạch muộn, xuất hiện nhiều cơn mưa lớn trái mùa, làm cho mặt đất bị ẩm ướt, máy cày lớn không hoạt động được. Dự báo của ngành chuyên môn, vụ cày ải năm nay nông dân sẽ gặp khó trong khâu làm đất, khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xuống giống cho vụ hè thu sắp tới. Không chỉ cung cấp cua thương phẩm, hiện nay huyện Ngọc Hiển đang hướng tới đa dạng hóa sản phẩm từ con cua. Trong đó, bánh phồng cua là một trong những sản phẩm đặc sản được thị trường ưa chuộng, đạt chứng nhận 3 sao OCOP và có triển vọng vươn xa ra các thị trường lớn. Sản phẩm bánh phồng cua của huyện Ngọc Hiển được làm từ con cua tươi sống nuôi tự nhiên dưới tán rừng. Bánh có hàm lượng gạch và thịt cua cao, được sản xuất chủ yếu theo phương thức thủ công truyền thống, giữ được hương vị đặc trưng và màu tự nhiên của thịt cua nên được thị trường ưa chuộng. Cuối năm 2022, bánh phồng cua được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo động lực để các cơ sở hộ dân làm nghề đẩy mạnh sản xuất, mạnh dạn đầu tư một số máy móc thiết bị hiện đại nhằm tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng đơn đặt hàng. Trung bình mỗi tháng các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện cung ứng từ 600 đến 800 kg bánh phồng cua, giá bán 280.000 đồng một ký. Thưa quý vị, vùng biển Tây Nam nói chung, vùng biển Cà Mau nói riêng có diện tích khá rộng và giáp ranh với nhiều nước trong khu vực, đồng thời có số lượng tàu đánh cá lên đến hàng chục ngàn chiếc. Vì vậy, nhiều đối tượng đã lợi dụng nghề đánh bắt khai thác thủy sản và các thủ đoạn tinh vi để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là xăng dầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu dầu trên biển. Con tàu này mang số hiệu TG91987TS là một trong những con tàu được đăng ký hoạt động hậu cần nghề cá, chuyên vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ các tàu đánh cá trên biển, như nước đá, dầu, lương thực, thực phẩm, sau đó mua lại sản phẩm hoặc chở thuê sản phẩm từ biển vào bờ. Nhưng khi ra biển, tàu không hoạt động nghề theo như đã đăng ký, mà thuyền trưởng cho tàu chạy ra các khu vực vùng giáp ranh với nước ngoài để mua dầu, sau đó chạy vào vùng biển các tỉnh vùng biển Tây để bán lại cho các tàu đánh cá khác kiếm lời, với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Thì trong cái thời gian qua, thì các đối tượng đã có cái sự chuẩn bị và tinh vi hơn nhằm để tránh né cái lực lượng tuần tra chúng ta, như thể sử dụng cái phương tiện tàu cá để gia cố, cải trang thành cái phương tiện là đánh bắt, thu mua thủy sản trên biển để qua mặt của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng trên tinh thần đó, sự quyết tâm của đơn vị, thì đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến một số tình huống xảy ra, và đặc biệt là trấn áp, đấu tranh, loại bỏ các cái hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Vào tối ngày 20 tháng 3, trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, khi đến khu vực vùng biển cách cửa biển Sông Đốc khoảng 30 hải lý về hướng Tây Nam, lực lượng tuần tra của đồn biên phòng Sông Đốc và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện tàu cá TG91987TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua công tác kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu và nhiều dụng cụ dùng bơm hút dầu như máy bơm, đồng hồ đo số lượng, ống nhựa loại lớn dùng để bơm hút dầu. Qua làm việc ban đầu, tàu đánh cá TG91987TS do ông Lương Văn Ri, ngụ phường Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Ông Ri cho biết đó là dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán và nguồn gốc số dầu nói trên. Đăng ký ngày là coi là vận chuyển, nhưng mà ra biển thì mình lại mua bán dầu. Tại vì nói thẳng là cái ngày nào mình làm được mình làm, ví dụ như người ta kêu mình bị trục trặc cái gì, ta muốn chở cái gì vô chở hoặc muốn lôi kéo gì đó mà mình làm, rồi trong cái thời gian mình không có gì hoạt động đó, thì mình để mua cái này kiếm thêm. Chuyến này anh mua bao nhiêu lít? Chứ là 35 ngàn.
tàu này thì anh chở được bao nhiêu lít? Dạ, tàu này thì hồi nào giờ không có chở hết, nhưng mà khoảng nó quân bình nếu mà chịu chở thì cũng khoảng là 100 ngoài. Nhưng mà tại vì này theo hợp đồng của lại chủ ghe đó, là kêu mình ví dụ như giờ ta lấy coi là chạy ra đó lấy thì tôi là 30.000, 40.000 gì đó, mình làm theo. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đồn biên phòng Sông Đốc đã cho bơm hút toàn bộ số dầu còn lại trên tàu qua bồn chứa của một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để quản lý và đo được tổng số lượng dầu là 47.000 lít. Trước đó, ông Ri đã thực hiện trót lọt nhiều chuyến và số lượng cụ thể đang được bộ đội biên phòng điều tra. Ông bơm chứa hầm lên, đi qua Đồng Hồ, mấy cái đường này mới đi ra ngoài tàu. Bơm ra cho tàu, còn cái này là để bơm mà vét cái cặn hầm, còn cái này là cái bơm nước máy ra mình không nói. Mỗi một tiếng đồng hồ thì bơm được khoảng bao nhiêu? Một tiếng đồng hồ bơm phải chừng 10.000, trung bình là 10.000 lít. Cũng theo ông Ri, mỗi lít dầu mua đi bán lại có giá chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng. Và với số dầu còn lại này, nếu trót lọt, ông Ri sẽ thu lời gần 100 triệu đồng. Tính thời điểm này, thì đơn vị cũng đã đấu tranh được 4 vụ buôn bán, vận chuyển dầu không có đơn chứng từ trên biển. Rồi làm tốt công tác tổ chức, chuẩn bị và tăng cường các biện pháp công tác để đấu tranh các cái biểu hiện, các phương tiện có dấu hiệu sai trái như cải hoán, rồi là gia cố phương tiện để tiếp tục là ngụy trang để buôn lậu gian lận thương mại trên biển. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã phát hiện bắt giữ 6 vụ buôn lậu dầu trên biển, tịch thu trên 200.000 lít dầu DO và xử lý hành chính các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển vẫn đang diễn biến phức tạp. Cần có sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ và quyết liệt hơn của các lực lượng chức năng. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, hôm qua 21 tháng 3, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng số tiền 3 triệu đồng cho gia đình ông Lâm Văn Trong cư ngụ ấp Đức An, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước. Trước đó, ngày 19 tháng 9 năm 2022, con trai và con dâu của ông Trong trên đường chạy xe đi làm đã xảy ra tai nạn giao thông với xe ô tô tải. Vụ tai nạn đã làm hai vợ chồng tử vong, để lại hai con nhỏ, một cháu 5 tuổi và một cháu 7 tuổi, cho vợ chồng ông nuôi dưỡng. Vợ ông Trong lại bị bệnh tai biến, đi lại rất khó khăn, phải cần người chăm sóc. Thông qua hoạt động này, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau mong muốn chia sẻ phần nào những mất mát đối với các nạn nhân và gia đình bị tai nạn giao thông, đồng thời mong muốn mỗi gia đình sẽ là những tuyên truyền viên, chung tay cùng các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh mắc mút. Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao, 50% có thể lên tới 88%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mắc mút không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ. Lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày. Đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh. Nếu có, và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Với kỳ vọng xóa sổ tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến cuối khu vực phía Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đầu tư đưa vào hoạt động nhiều công trình y tế hiện đại chuẩn quốc tế. Trong đó có những công trình bệnh viện như khách sạn 5 sao được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn quốc tế vừa chính thức đưa vào hoạt động với quy mô lớn 1.000 giường từ tháng 1 năm 2023. Công trình được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để trang bị thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang như khách sạn 5 sao. Khi mà dời về cơ sở 2 này thì các phòng khám đều rộng rãi hơn, rồi số phòng nhiều hơn, cái diện tích mặt bằng mà bệnh nhân ngồi chờ thì nó cũng rộng rãi hơn. Thì như vậy là chúng tôi cũng thấy rằng là nó đã thay đổi một cái phần về mặt cái chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân. Tương tự, Bệnh viện Nhi Đồng 1 mới đây vừa đưa vào vận hành trung tâm tim mạch gồm hai trung tâm chuyên sâu là trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em và trung tâm hồi sức cấp cứu nhi. Các công trình đều hướng đến mục tiêu trở thành mũi nhọn trong cấp cứu điều trị cho bệnh nhi, phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình mới khác như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Tai Mũi Họng. Những công trình này sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ xóa sổ tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến cuối khu vực phía Nam, đem đến sự hài lòng cho người bệnh. Nếu mà được cái bệnh viện như vậy là coi như là tâm lý của người bệnh là lại khỏe nhiều hơn. Thì khi bước vô một cái bệnh viện mà nhìn thấy vừa khang trang, vừa sạch sẽ, vừa tiện nghi, mà nó có nhiều cái điều kiện để cho mình khám chữa bệnh, an tâm nữa. Thành ra mình cũng phải cần có nhiều cái bệnh viện như vậy. Có thể nói, chính sự thay da đổi thịt cơ sở hạ tầng cũng như phong cách phục vụ người bệnh, coi người bệnh là khách hàng, chính là chìa khóa để các bệnh viện chuyển mình góp phần làm thay đổi bộ mặt ngành y tế thành phố trong thời gian tới. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an các huyện, thành phố vừa đồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, gọi tắt là Công ty F88 trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một số phòng giao dịch của Công ty F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn huyện với số tiền 3 triệu đồng về hành vi lập sổ quản lý lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an, vi phạm tại điểm B khoản 1 điều 12 Nghị định 114/2021/ND Chính phủ. Công an các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định đối với những phòng giao dịch của Công ty F88 có hành vi vi phạm pháp luật. Hôm qua 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 16 đối tượng về tội giết người trong vụ sát hại Mai Văn Quân, còn gọi là Quân Xa Lộ. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận xã hội bởi nạn nhân là một người có tiếng trong giới anh chị tại khu vực giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp mua bán nhà, ông Nguyễn Anh Trung lên mạng xã hội viết bài nói xấu Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, là người lừa đảo chiếm đoạt tiền. Từ đó, bạn của Tuyết là Võ Thùy Linh, Lý Chăn Tư đến nhà ông Trung yêu cầu gỡ bài trên mạng xã hội. Sau đó, Mai Văn Quân, tức Quân Xa Lộ, đến nhà ông Trung chơi và nghe ông Trung kể lại sự việc. Tối cùng ngày, Quân và Trung đi nhậu tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Linh và nhóm bạn giang hồ sau đó cũng đến đây uống bia và xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp nhau giải quyết ngay lập tức. Hai bên đã xô xát nhau, trong đó Mai Văn Quân bị nhóm của Võ Thùy Linh chém trọng thương, tử vong sau đó. Gây án xong, Võ Thùy Linh cùng cả nhóm thuê xe chia nhau đi trốn tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Phiên tòa do thẩm phán tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quan Thị Bích Duyên làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 28 tháng 3. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.